chả nói chuyện con chả đi, không đểu còn gì nữa. Mình đã thể hiện quá, thí dụ như nhìn khuôn mặt của Duy là làm sao đểu được, nhìn nó có khuôn mặt khúc hậu nó khác, nhìn mặt Giang Sơn nhìn con mắt chả đi, mắt lòi lòi là lòi lòi mà nói chuyện mà cứ cái ấy là biết đểu rồi, khỏi cần Ủa phải. vậy là Dân Sơn lừa 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 Hoài Linh hả? Hay là lợi dụng Hoài Linh? Lợi dụng Hoài Linh, lợi dụng tiếng tăm của Hoài Linh để lúc đưa lên và bỏ Bảo Liêm, gọi là rất là tội nghiệp. Đối với Kiều nghĩ là mình không nên làm như vậy, tại vì Bảo Liêm là ngày là bước bước đầu tiên. Bảo tức Liêm Văn tức Sơn là tức một tức là ngày xưa đó là Dân Sơn là chủ, rồi đúng Bảo Liêm là làm chung Dân Sơn thôi. đúng đúng mướn đúng À, phải thay nhiều lắm không hả? những Nha, nhiều lắm. không Em cũng những coi như đĩa vậy lậu mà hồi đúng nhỏ Việt Nam này, em coi đĩa lậu của hàng chả đó. không những như vậy mà Văn Sơn sau này đã gọi là trở mặt với lại Việt Thảo luôn, coi như không không cho Đâu Việt Thảo nữa. ủa Nhiều ủa lắm cái ba, chuyện đó Mỹ Ngọc, hèn chi hôm đúng nay em thấy cả đó Việt Thảo làm livestream đi bán tôm hùm, nó cũng mấy kỳ trời. đó. Cho nên từ đó Việt Việt Thảo mới có những cái chương trình là đi 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 ăn uống free, quảng cáo free cho người ta À này đúng rồi kia đó, đó, rồi 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 đi hát free cho, không phải hát free mà đi đi làm làm MC MC. cho nhà chùa, nhưng mà cũng có tiền chứ không phải không tiền nha, một lần là mấy ngàn đồng đó chứ không phải free đâu nha, nhưng mà làm MC đó. Đó là cái chuyện đó nó xảy ra Vậy như chi vậy chùa tiền đâu trả trời. Ừ. không biết gì người ta nói tiền chùa mà không có tiền Ừ. đóng góp thiếu gì với AQ là chỉ thật sự, AQ là người muốn nói là sự thật không giấu giếm gì cả, chuyện gì thật thì phải là thật, nhất chuyện ở trong nước hay là ngoài nước có thật thì có thật, cho nên Không AQ à, bà cũng mấy chuyện showbiz này vui nè, mấy chuyện showbiz này nghe nó tiếu, nó hay. đó, cho Ủa nên vậy những giờ cái gì theo theo như anh Huy nói á, là đời sống của Bảo Liêm bên đó giờ ổn không? Nếu mà sống kiểu mà trung bình như người tại Mỹ, tại sống có nhà có xe mà không thiếu nợ không có không? không không những ổn mà giàu nữa, tại vì Bảo Liêm và có một cô Bảo vợ tên Vy, là Bảo Bảo Vy, thì Bảo hai Vy. người đó là đúng rồi, hai người đó đi hát show ở Mỹ rất là nhiều, hàng tuần luôn, có nghĩa là họ họ chạy show mỗi lần mà đi hát cái gì đó, một cặp như vậy đó là khoảng 5.000 tới 6.000 đô một đêm, À một đêm đêm nha, một đêm, thôi được. cho nên họ rất là giàu. Những cái gì chắc showbiz ở Mỹ không bao giờ nghèo, rất là giàu. À Rất là giàu, tại họ họ đi vào cái chủ 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 yếu là họ đi vào những cái sòng bạc đó họ hát, thì Duy hiểu ừ mà, tiền của sòng bạc là thôi là đâu có bao giờ kể được, 5.000 ừ 10.000 ừ đối với tụi nó là thường, rồi cho nên rồi anh Huy thấy như mấy ví dụ như ca sĩ mà hát nhạc vàng mà cái thời xưa đó, thời chị của cô Thanh Tuyền rồi đó, qua bên đó giờ già sống sao anh, như rồi Khánh đa Ly số Tuyền rồi đó. đâu có, đa số như người đó là đẹp đi, có nghĩa là nghĩ nghĩ thôi nha, nghĩ là bây giờ cái khán giả mà dễ kiếm tiền mà ái mộ cái nhạc vàng là khán giả Việt Nam, cho nên đa số tất cả những người lớn tuổi đã quay về Việt Nam tổ chức những cái live show ở Việt Nam để kiếm tiền, Đúng rồi. trong đó có Khánh Ly, có Khánh Tiền, có rất nhiều người. AQ thấy chỉ có một người không về là ca sĩ Thanh Thúy. Thanh Dạ. Thúy là một người không về. Đa số những người là về Việt Nam hết là cũng vì đồng tiền thôi, cũng Ừ. chả có cái gì mà yêu nhạc yêu nước gì cả. Nếu tại vì hàng ngày xưa là Thì ở Việt Nam theo cái chuyện này theo như em nghĩ nha, theo như em nghĩ á, họ là ca sĩ họ kiếm cơm thôi chứ yêu gì giờ. Ví dụ như đúng ngày xưa đó, cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa còn có tiền đó, thì họ vô phòng trà họ hát, thì cái mối quan hệ của họ với những người Việt Nam Cộng Hòa là nhiều hơn. Thì vào cái giai đoạn đó, người Việt Nam Cộng Hòa người ta di dân qua bên Mỹ thì mình đi theo thôi. Thì bây giờ mình kiếm tiền, mình cảm thấy về Việt Nam người ta cho mình về, thì mình thấy Việt Nam này lượng fan đông hơn, làm giám khảo là kiếm tiền nhiều hơn, họ về thôi. Chứ yêu nước cái con khỉ gì anh, em cũng nghĩ chính đó, ca sĩ là yêu nước thì đâu, trừ khi nào ca sĩ quân đội thì cái đó em biết. Ví đúng dụ rồi, như ngày tại vì xưa ngày có cái ông ca sĩ nào nằm trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó thì nó khác, còn cái chuyện mà ca sĩ kiếm tiền ở ngoài xã hội là nó khác. Em nói đúng không, chuẩn không anh Huy? đúng chuẩn, nhưng mà cái đó thì Duy suy nghĩ là đúng, nhưng mà biết sao, có một số người ở Việt Nam á, là trách móc và những người này tại sao lại hát cho chương trình của Asia, hát những cái nhạc phản động đi, họ cho là phản động, nhưng mà các anh chị phải hiểu đó là miếng cơm manh áo chứ không phải người Đúng ta đó, cho nên những người trách đúng dễ kêu không phục, không phục mình phải hiểu, gọi là xướng ca vô loại phải không, cái câu người ta hay nói, cho nên mình phải vì đồng tiền người ta không hát lấy gì người ta ăn, mà thằng bầu show nó bắt mày hát cái bài đó mình không hát, mình thử lần sau nó có mướn mình nữa không, đâu mướn đâu, cho nên các anh chịu chị thôi chứ giờ cũng sao giờ anh, đó, người dân đúng mình không? cũng đừng có nên bức xúc về những cái Không phải bài người mà dân bức xúc cái chuyện mà
cái chuyện mà cho về không cho về không phải là chuyện quyết định của người dân, ông mà là chuyện không. Của quyết định của nhà nước đó. Không, đúng, nó no, no, cái đó là đúng, nhưng mà ý nói là họ hát những cái bài nhạy cảm rồi họ mới cho là ồ thằng này phản động, thằng này phản kia. Không phải đâu các anh chị ạ. Các anh chị đừng có nghĩ là như vậy, cũng là miếng cơm manh áo thôi. Đặt trường hợp nếu anh chị là ca sĩ, anh chị cũng phải làm như vậy thôi. Ngày hôm nay ca sĩ ở Mỹ về Việt Nam hát, ca sĩ ở Việt Nam ra ngoài nước ngoài qua Mỹ hát, như là gọi là giao lưu với nhau, chuyện đó là chuyện bình thường. Ủa bạn Ngô Huy như... ơi, ví dụ như trường hợp của mấy ca sĩ về Việt Nam hát như rồi có bị mấy người ngoài chợ bên nước Mỹ người ta chửi không anh? Có chứ sao không? Đương nhiên là có. Đi qua bển hát có coi nữa không? Hay là đi bển hát nó cho cà chua luôn? Có một số mà tùy theo nha. Nếu mà kiểu mà về đã hát thì được, mà đừng có kiểu mà bưng bô, cứ gọi là đừng có kiểu mà quảng cáo cho một cái gì đó bên đó mà quay về lại thì đương nhiên là người ta phải tẩy chay rồi. Có rất nhiều. Nhiều khi ta nhiều đi về tao phê anh ơi. Nói rồi, đó. Nói về Hà Nội tao gặp này vui nè, khoe gặp mấy trai kia ghét. Thì đó, thì nhưng mà duyên biết thì ở đâu cũng vậy thôi, mọi người chín người 10 ý mà, cho nên mình cũng không có trách gì mấy, thì you know, cái đó mình không có trách, cho nên mình cứ mong là mọi người là phải hiểu you know, cái về mà ca sĩ rồi là mình phải hiểu cho người ta, đừng có trách người ta cũng bắt buộc thôi, người ta hát thôi. Nói chung chứ thì quan điểm của em bây giờ ca sĩ nước nào không quan trọng đúng không, nó vừa phải thôi. Như anh Huy nói chén cơm manh áo là ok, còn về Việt Nam sống này nọ bình thường như người khác, tôn trọng mọi người đúng không, ăn bánh trả tiền đừng có thiếu nợ là được. Chứ nghe vụ ông gì mà nãy anh nói đều đẻo quên bà, nó là ông Dân Sơn chơi lại thiếu nợ từ lưu học dưa hết rồi, còn nãy thằng bạn em nó nói là nó làm ở khách sạn, nó gặp ông Dân Sơn đi vô ăn uống với vợ nào đó nó, rồi ăn kêu một ly cà phê có 5 đô ngồi từ sáng tới chiều gì đó rồi xả đá học dưa chăm đá nghe bể trời bể luôn. Nhìn cái mặt ổng là biết rồi, đâu cái kêu cao đâu có cần phải nói đâu. Nhìn mặt bắt tầm dông không con ta nói phải không, cái người mà hiền hậu, cái mặt cháy son hiền hậu cái này kia. Ủa mắt vậy thì không giờ có... trong những người mà của nhóm ASEAN, nhóm đó tan rã như là Vân Sơn, Bảo Liêm với Diệt Thảo thì giờ kinh tế ai khá nhất anh? Thì đương nhiên là kinh tế ai khá, ba người đó đó hả? Ba người đó thì đương nhiên là Vân Sơn là người chủ, là người có tiền nhiều nhất, nhưng mà nghe nói thôi thì Vân Sơn gặp nhiều, tại vì gọi là muốn kiểu mà làm giàu quá lẹ, quá lẹ thì ở Việt Nam gọi là cái EQ nói về cái nhà hát của Vân Sơn đi nha. Thì mướn một cái nhà hát đó, EQ nói thí dụ đó nha, mướn một cái nhà hát đó thì khi mà ký hợp đồng với lại ca sĩ là cho ca sĩ có quyền đem nước lạnh vào để bán, thì bán kiếm tiền dễ nhỏ ra. Nhưng mà khi người ta đem nước vào đó thì những cái nhân viên của nhà hát đó là làm việc cho Vân Sơn là không cho, là quăng hết những cái bình nước đó ra ngoài, không cho người ta bán. Có nghĩa là trong hợp đồng có mà người nhân viên không chịu làm. Cho nên những cái tiếng tăm đó sẽ diệt vào Vân Sơn, và Vân Sơn từ đó Vân Sơn sẽ bị tiếng tăm nó mang tiếng, thì cái chuyện làm ăn của Vân Sơn ở Việt Nam ngày hôm nay nó đã xuống dốc trầm trọng, có thể Vân Sơn có thể quay về lại Mỹ. Tại vì nhưng mà có cái là con của Vân Sơn là như là đang học dược sĩ ở bên này, cho nên cũng có tiền. Đối với ba người thì Vân Sơn là người giàu nhất, người thứ hai là Việt Thảo, tại Việt Thảo rất là bận biểu. Người thứ ba, người tội nghiệp nhất là Bảo Vi và Bảo Liêm, một người miền Tây mà ăn nói rất là mộc mạc mà rất là tội nghiệp, đó là Bảo Liêm. Đó, Vân Sơn là một con đểu, con cáo già nhất, và trời cao cũng có mắt thôi. Làm ăn lương thiện thì trời cho làm ăn, chứ làm ăn mà kiểu mà xảo trá mà ấy mà cũng bị thôi. Nhưng mà được là ở bên đó đó người ta có đối xử với nhau như thế nào á thì nó không có lên mạng nói lum hen. Má Việt Nam này đúng rồi. Lên đúng mạng rồi, nói từ lưa hết nè. Thì cái Mỹ này nó có cái gì nè Duy, tại vì thật sự Mỹ nó có cái tự do ngôn luận, người ta hiểu. Ồ, mấy cái chuyện này ai nói nó méo cần. Tùy trường hợp, nếu mà cái scandal mà nó lớn quá đó, thì đúng, thì cũng có người nói. Nhưng mà ta không quan tâm, tại vì cái chuyện đó mình sẽ thấy ra thường xuyên, cho nên Mỹ nó trừ trường hợp quan trọng hay không, có tính cách là về quốc phòng quốc gia hay không. Chứ còn ba cái scandal của ca sĩ là chuyện thường. Ví dụ như chuyện của thằng thằng gì, thằng cái gì bằng ta? Bằng Kiều hả? Bằng Kiều đó, ở đó, trong lúc đang có chồng, đang có vợ với lại
cheesy phương trình đó mà đi hát bên Úc cái là màu là máu me với là mấy 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 người fan đó, rồi bị cheesy phương trình bắt được rồi ly dị. Rồi bây giờ cặp với cô nào ở Việt Nam đó, cô chân dài chân ngắn gì đó, thì cái chuyện đó người ta cũng chả có quan tâm, biết thì biết nhưng mà không có quan tâm nhiều đó, nhiều chuyện lắm. Minh Vũ, AQ cũng là ngay từ đầu AQ nói AQ không những là một ngành nghề của IT, của AQ là IT, nhưng AQ rất là tò mò về tất cả mọi chuyện chính trị quốc, tất cả mọi chuyện AQ đều 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 đọc và tìm hiểu, đó là cái tánh của AQ cho nên Ủa mà cái ông gì ông Hoài Linh sao bữa ổng còn bị biểu tình dữ vậy? thì có thể là những cái câu phát biểu của Hoài Linh nói ra đó thì người ta không có đồng ý thì Duy cũng hiểu mà. Ở đâu thí dụ như mình mọi người ở đây đang có những cái chương trình mà thí dụ như không có thích về cái gì bên đó đi, thì khi mà Hoài Linh mà quảng cáo ở bên đó đó, người ta thấy thí dụ như mặc áo hay là có những cái câu nói mà nó khác cái bên này thì đương nhiên qua lại thì người ta sẽ nói rồi, cái đó là chuyện hiển nhiên thôi, mình thấy không có gì quan trọng. Mà bởi vậy Nhưng mà làm ăn cũng khổ ha. đúng đúng, phải làm ăn phải lanh phải khôn là như Duy, mình phải gọi là mình ở chính giữa, mình không thể nào mà ủng hộ 100% cho một cái thế lực nào hay là một người nào cả, tại nếu làm vậy á, nếu mà ở Việt Nam mình ủng hộ cho Việt Nam không thì được được, nhưng mà mình đã đi qua Mỹ mình hát mà mình có những cái thái độ như vậy là không bao giờ người dân ta không ủng hộ, cho nên phải khôn lanh. Phải giống như Việt Nam mình vậy đó Duy, tuy là Việt Nam mình ghét thằng Trung Quốc nhưng mà vẫn làm nó đúng không, ghét thằng Mỹ nhưng mà vẫn làm ăn với Mỹ, nó cũng Đúng giống vậy rồi. thôi, mình phải khôn lanh. Đó đó, cái đó là cái cách đó, thì phải học hỏi như vậy, mọi người ở đây cũng vậy, đừng có cực đoan quá phải không, thấy vậy chứ không phải vậy, đó mới là chính trị, đó mới là làm ăn đó, chứ cần có thấy người ta nói một hai câu cho người ta là cực đoan chứng vọng chưa chắc là vậy à. Nguyễn mình nói gì mọi người đây có phục không ta, có cho mình xuyên tạc không Duy, nãy giờ mình có đụng xuyên tạc không, có Không, đụng thì cái gì nãy giờ xuyên tạc hỏi về chuyện bên Mỹ không mà. à, tại vì ở Tại Việt em Nam thấy không biết chuyện mấy mấy người chuyện bên đó em đâu có biết đâu. Em chỉ biết mấy ông nội đó qua mấy cái clip hài này nọ thôi chứ còn đời tư thôi. đúng thì đó mấy chuyện là như vậy đó, cho nên là mấy người đó Ủa em nghe nói là Paris by Night bên đó nó bị banh chành rồi phải không anh? đúng vậy luôn, là tại Sắp phá sản vì rồi. thì đó đúng là tại vì Paris by Night bây giờ họ không cái gọi là cái audience á, có nghĩa là cái số lượt khán giả xem á, họ không có chú trọng về trong ở ngoài ngoài nước nữa, có nghĩa là ở Mỹ nữa, ở châu Âu nữa, nhưng họ muốn những cái gì của họ đưa vào Việt Nam, tại vì họ tính về cái số đông, tại cái số lượng người ở Mỹ có 2 triệu đi, nghĩ đi 2 triệu người đi, mà trong vòng mà 2 triệu người chưa chắc là 2 triệu người xem nó, còn ở Việt Nam khi mình phát thanh một cái là bao nhiêu triệu người, 90 triệu người đó, nghĩa đây ít nhất là cũng 50 triệu người, thí dụ như 40 20 triệu đi, vẫn là số đông gấp gấp 10 Đúng lần rồi. của ở hải ngoại, cho Đúng nên rồi. họ đổi đi cách làm ăn, thì khi họ làm như vậy đó, thì đương nhiên người Việt hải ngoại phải phải có những cái biện pháp thôi, cái chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mà vì vì lợi nhuận mà người ta thấy cái thị trường nào mà làm ăn được thì người ta phải phải làm thôi, cái đó mình cũng chả trách gì ai Ủa cả. còn cái vấn đề mà em nghe nói cái Lido Sài Gòn thằng Trung Quốc nó mua rồi hả anh? Nó mua cái khu thuốc Lộc Thọ gì phải không? Không 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 có đâu, cái đó tôi nói nó, nếu mà nói thằng Trung Quốc thì không đúng, nhưng có Thằng những cũ. cái đúng có những cái tòa nhà là người Trung Quốc nhưng mà chưa chắc là người Trung Quốc thời nay, có nghĩa là Trung Cộng, cho IQ phải phải phân biệt rõ ràng nha, cái chữ Trung Quốc là người Tàu, đúng có người Tàu làm chủ mà chưa chắc người Tàu là người Trung Cộng, IQ phải phân biệt rõ như vậy, tại vì có thể Duy không thích IQ nói cái chữ Trung Cộng nhưng mà IQ phải phân biệt, Nói có chung thì nghĩa là nó tàu nào tàu nó là tàu rồi anh ơi, đúng không, không, nhưng mà nó nó là người khác, ta tại thôi. vì không phải Duy không hiểu, tại vì người Tàu ở Mỹ này à, là nó có mặt ở Cali này nè, nhất là Cali ở thế kỷ thứ 19, thấy không, thế kỷ thứ 19 là họ đã có mặt ở Cali rồi, và họ có những phố Tàu ở Cali, ở San Francisco, họ đã làm những cái công trình mà đường sắt đó, cho Mỹ đó hồi xưa đó, thì Duy cũng hiểu đó, nó bóc lột như thế nào, nhưng mà họ là 3 đời 4 đời họ ở Mỹ, công dân Mỹ cũng là người Tàu, họ cũng nói tiếng Tàu, tại vì cái phong tục của họ họ không có bỏ, thì người ở Việt Nam lại nhầm là ồ họ thấy chữ Tàu là cái cho là thằng Trung Cộng, không phải người Tàu nhưng mà người gốc Tàu nhưng mà người Mỹ, 3 đời của họ ở Mỹ, cho nên đừng có lẫn lộn, không phải vậy.
Thì cũng có đó, cũng có, nhưng mà nó không phải là số đông như mọi người ở Việt Nam nghĩ. Không có đâu, cái đó theo IQ ngữ là chỉ là xuyên tạc thôi. Thì cho dù nó là chủ, ai chủ đối với cái quan trọng nó có tiền nó mua nó chứ giờ sao, Đúng vậy, đúng dù vậy. mình muốn mua thì mình cũng mua được, thì nó cũng mua được Nhưng chứ gì bây giờ. mà cái mọi người nên hiểu rõ nè, tuy nó làm chủ nhưng khi mình mướn cái khu đó là mình có quyền treo cờ bất cứ một cái gì. Thí dụ như anh chị nói này, nếu nó thân với cộng sản mà nó treo cái lá cờ mà người Việt mà treo lá cờ cờ ba que đi, mọi người cho là ba que đi, thì làm sao được, đúng không? Có nghĩa là họ họ cũng chả có làm gì được, họ chỉ cho mướn thôi, còn toàn quyền sử dụng là do người mướn. Bây giờ nó làm chủ nữa, nhưng building của mình sơn màu của mình cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa là của mình biểu tình cũng là của mình, họ chả có làm gì được cả đó. Cho nên nói cái chữ mà làm chủ là được quyền giống như ở Việt Nam là không đúng. Ở Mỹ này nó có cái luật khác, ở Việt Nam. Không, tại đó là anh Huy, anh chơi với thằng nào nó bị ngáo cần rồi, chứ em á thì tôi làm chủ tôi quan tâm lợi nhuận, anh Đúng làm gì vậy. cái mà anh nó tôi cho anh mướn nhà Không, đó, lúc tại tôi cho vì anh mướn nó sạch đẹp á thì anh quậy phá gì anh trả nhà tôi, nó mà sạch đẹp nó nằm trong hợp đồng thế thôi, ông trả lương tôi IQ, tha, trả tiền IQ tôi muốn nói tháng như vậy, lương. tại vì cái luận điệu của mọi người hay nói là chính phủ Việt Nam bây giờ cho người Trung Quốc mướn, nhưng chính phủ Việt Nam đang cai quản, nó làm sai là tước quyền nó liền, có nghĩa là đuổi nó liền. Cho nên cái đấy IQ mới nói không đúng, tại vì người Không, ta nó làm mướn sai đuổi là nó đúng chứ sao không đúng anh, nó làm sai người đuổi nó ta. đúng chứ sao không đúng được. Ủa bây giờ hỏi vui nè, bây giờ người ta muốn quảng cáo về cái truyền thống đất nước của người ta, ta treo những cái biểu ngữ Trung Cộng, người ta cho những người Trung Cộng ăn không? Mình có quyền không? Mình có quyền đuổi Không không? có, Không. sao Ê, không có, bậy. bậy bậy Có anh, đâu gì? IQ tên nào? thôi IQ cái thôi đó là thôi IQ thôi bậy tào lao ông tên nội, nào? Đúng à? Sai à? tào lao Ok. đừng có nói chuyện buồn cười. Bây giờ á ông treo cái gì, ông có hiểu luật quảng cáo không, đúng không? Ông làm cái gì thì làm, đúng không? Cái việc hành vi của ông á là phải tuân thủ pháp luật. Khi mà ông treo cờ Trung Quốc vô là tôi hốt ông luôn á, chứ đó mà ông nói chuyện không được làm gì, cái đó là ông nói bậy rồi. Đó, Ok, cái đó cái thì vấn đề lá cờ bên Mỹ nó khác, vấn đề lá cờ Việt Nam nó khác. Ở Việt Nam lá cờ là lá cờ, còn ở bên Mỹ lá cờ có phải là cái vẽ. Nó khác, cái đó là luật hai quốc gia nó khác. Chứ ở đó mà giờ ok ở bên thì đây đó nha, nói vậy là quảng cáo cho Huy nghe nha. Trên cho cùng một tấm ok bảng, ok đúng không, trên cùng một tấm bảng mà chữ nước ngoài tôi không biết ông nước nào mà bự hơn chữ Việt Nam là ông sai luật quảng cáo, đúng không? Ông sai luật quảng cáo. Còn rồi. cái chuyện mà có phạt hay không phạt đó, là một cái chuyện khác. Nếu mà cái biển quảng cáo đó sai lệch ở đó mà ông không phạt thì cái người làm nhà chức trách người ta phải chịu trách nhiệm đó, chứ đâu phải là Rồi, muốn làm gì làm đâu. rồi. Bây giờ thuê nhà ở Việt Nam có mục đích nha anh, thí dụ như anh mướn nhà trọ đi, anh nói với chủ nhà tôi mướn cho con vợ tôi ở thôi, xong rồi anh đem con em gái vợ lên ở nữa là anh tầm bậy rồi đó. Nó có luật đàng hoàng hẳn thôi, chứ không phải là cái chuyện anh mướn anh muốn làm gì làm. Tôi nhà cho anh mướn nhà để anh ở, còn cái chuyện mà ông mướn nhà ông làm ca me ông bán dâm là đó tôi xúc ông luôn á. Ở Việt Nam mà nó vậy đó anh Huy. Rồi rồi cho nên IQ muốn nói là mọi người ở trong nước dùng cái luật của Việt Nam nghĩ là mình làm chủ là mình có quyền, như những gì Duy nói là đúng, ok chấp nhận, tại vì IQ không biết, thì dùng những cái lý luận đó đưa qua bên Mỹ, nó là thằng Trung Cộng nó làm chủ những khu phố của bô xe thì nó có quyền. Sai à, ở Mỹ Không, nó cái đó khác thì nói chung là à. mấy người đó là nói vậy là nó hơi thiếu cơ sở, tại vì Đó mình đó nói một cái câu mình phải đặt vô pháp luật ở nước đó nó làm sao ừ đúng đó. đó Nên đó em cũng đồng tình với cái việc mà nói ở Việt Nam luật ở Việt Nam mà đúng, còn đem qua nước khác tôi chưa biết rồi nha, ai biết được. đó Ông đi đó thuê nhà thuê bất động sản làm sao, ở đó nước ngoài giống như ở Mỹ anh mua đất được, còn ở Việt Nam tôi làm gì có chuyện người nước ngoài mua đất, nên không có. tại 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 vì Duy không hiểu thôi, ở đây nó Cali nó có rất nhiều cái những cái chỗ mà giống như một cái những cái building nhiều đó, gọi là một cái chỗ khu thương mại đó, thì được gọi là sau sau 1995 đó, thì một số đông các lãnh đạo cao cấp đã đem tiền qua đây đầu tư vào trong những cái khu thương mại đó, thì người Việt Nam biết Duy không biết đâu, người Việt Nam biết người ta đã tẩy chay, và những cái khu thương mại đó đã bỏ trống 10 năm nay và không có ai mướn. 10 năm chay 10 năm nay cất lên vẫn đã có đó. Cho nên đừng có nói là chủ là tất cả không có đâu. Ở Mỹ này nếu mà không có đúng với lại cộng đồng, không đúng với người dân, người ta tẩy chay là coi như là ngồi đã méo là khóc thôi. Ở đâu cũng Nhưng vậy anh, ở đâu cũng vậy, đúng không? Mình làm ăn mình tính nó kỹ là người ta khách hàng không ủng hộ mình đó là mình cũng kẹt chứ, ở đâu cũng vậy thôi. đó Mấy người ta đầu có tư ngu trên rồi.
Cho nên gọi là bước đầu khập khiễng, mà khi mà cái cấp lãnh đạo mà mua nhà nó hơi 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 bị lộ liễu, phải không? Gọi Ừ, là không là khéo đúng gọi, không, đó 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 không là khéo cũng bị ít ra bảy giờ. đó Nói chung đó á mấy ông đó làm là dở, nếu mà em làm đó là em phải ký hợp đồng contract với Anna Huy đúng đó không, đưa cho Anna Huy làm chủ, tôi không cần biết, tôi không biết tên, tôi không lộ diện, tới hạn đó hán Anna Huy nộp tiền cho tôi chia hoa hồng với Anna đó Huy. Còn chuyện đó mà Anna Huy làm đúng hay làm sai tôi có cái hợp đồng đúng không, tôi ràng buộc Anna Huy chỗ đó. đó Anna Huy làm bậy tôi xúc ông Anna Huy, còn Anna Huy làm đúng cứ thế mà anh em kiếm tiền, phải như đó vậy. cho nên sau này họ khôn khéo đi thì ít có biết, chứ còn về trước cái lúc mà mới thổi ban thầu đó, trời ơi, họ những cái Chưa tiền đó kinh gọi nghiệm là phải không, đó chưa đó kinh bị nghiệm bắt không. nhiều lắm, đúng, bắt nhiều lắm. Mấy chuyện này người trong nước đâu biết đâu, cứ nói lại kêu xuyên tạc, tại vì chưa có dịp để nói chuyện, để kêu trình Nói bày chung á ra thì những cái cái gì việc kêu này hiểu em biết. cũng biết đúng không, việc này á thì em nói chuyện theo cái cách anh Huy nói, anh Huy đặt vấn đề thì em đưa ra cái phân tích của em thôi, chứ còn cái chuyện mà có không có những chuyện đó em cũng đâu biết đâu. Thì nếu mà muốn em kêu chụp hình gửi qua cho Duy coi, mình Thì nói cái có sách mách cái trứng, đó, mình không có muốn những cái hay khu bỏ có qua hàng nóng mà chụp gửi em đi, em làm biết này. em kiếm thêm. Cái đó Facebook nó cấm mày kiểu chat bậy, đang học hỏi trong chương trình, đang quá trình học hỏi của Duy Nguyễn, chơi kiểu này cấm mình một Trời cái đất là mình ơi, hỏi anh thằng gửi, mỏi em đâu có nói anh gửi đâu, em nói em không. lậm. Trời đất ơi, YouTube nó nhiều tiền lắm anh ơi. Anh À. tưởng YouTube này là siêu À. giàu rồi. À. Nghe Bây tiền có đâu giờ mà đóng hơi đi, nó để làm gì? rất tiếc nha Duy Nguyễn là vậy, tại vì hôm nay bây giờ ở Cali là 11:24 mà hôm nay EQ có một cái cuộc ăn trưa rất là lớn với lại cấp trên, cho